lịch sử, Đức Phật nhập Niết Bàn. Thì mình biết là Đức Phật năm 544 đúng không? Trước công nguyên, rằm tháng 2 năm 544 trước công nguyên. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là một Đức Phật lịch sử chứ không phải là một nhân vật huyền thoại, cho nên là năm sinh năm mất của ngài nó có cái mốc lịch sử cụ thể ha, chứ không phải là người đời bịa đặt ra. Nên mình nhớ những cái dấu mốc lịch sử này, ngày rằm tháng 2 năm 544 trước công nguyên thì Đức Phật Thích Ca đã nhập Niết Bàn. Mà từ trước đó thì ngài đã có những cái lời, chúng ta biết là khi mà ngài vừa thành đạo đó là Ma Vương đã đến thỉnh Đức Phật nhập Niết Bàn ngay tại chỗ, nhưng mà Đức Phật không đồng ý. Đức Phật nói là Như Lai sẽ không nhập Niết Bàn cho tới khi nào mà ta có những cái hội chúng tỳ kheo, tỳ kheo ni cần sự nam cần sự nữ, biết rõ có giới có luật có pháp để mà tu tập hoằng truyền chánh pháp thì ta mới nhập Niết Bàn. Thì sau khi 49 năm hoằng pháp thì Đức Phật đã hình thành nên một cái tăng đoàn đông đảo, một cái hội chúng gồm tỳ kheo ni, nam cư sĩ và nữ cư sĩ, cận sự nam cận sự nữ. Lúc đó Ma Vương một lần nữa đến thỉnh Đức Phật nhập Niết Bàn. Thì trong đoạn này sau này chúng ta đọc thì sẽ biết rằng có những cái đoạn ha là Đức Phật đã cố gắng gợi ý cho ngài A Nan. Ngài đã nói rất rõ ràng cho A Nan biết rằng Như Lai là một bậc thiện thệ đúng không? Như Lai có thể kéo dài tuổi thọ. Nhưng mà lúc đó A Nan mà sáng trí, ngài thưa ngay lập tức là thỉnh Đức Thế Tôn trụ thế dài lâu thì Đức Phật có thể kéo dài thêm. Nhưng mà A Nan vì bị Ma Vương che mắt cho nên là không có thỉnh Đức Phật. Và cuối cùng thì Đức Phật báo rằng Đức Phật đồng ý với Ma Vương là Như Lai sẽ nhập Niết Bàn trong 3 tháng tới. Thì bắt đầu Đức Phật đi bộ về Kushinaga. Thì mấy trăm km đường xa. Và trên đường đến Kushinaga thì Đức Phật không phải đi thẳng tới Kushinaga mà ngài ghé lại Vesali. Quý vị nhớ là như cái này. Về Vesali là một cái thành, nó có cái ý nghĩa lịch sử rất lớn. Nơi đây Ni Đoàn được thành lập. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử. Ấn Độ lúc đó là phân chia giai cấp, coi người phụ nữ là chỉ là sở hữu của người cha, người chồng, người con trai lớn. Hoàn toàn không có quyền quyết định vận mệnh cho mình. Đây là một cái cuộc cách mạng lớn nhất mà chúng ta thấy là trong tất cả các tôn giáo khác thì cũng chỉ có người nữ là tỳ kheo ni ở trong tăng đoàn của Đức Phật thì mới có thể dẫn chúng lãnh chúng hoằng pháp, không thua gì tỳ kheo tăng. Còn các cái tôn giáo khác cũng có hạn chế nhất định cho cái vai trò lãnh đạo tâm linh của người nữ rất là nhiều. Nhưng mà Phật giáo thì Đức Phật đã giống như là một cuộc cách mạng bình đẳng nam nữ đầu tiên trong lịch sử, là công nhận cái khả năng chứng đắc giác ngộ của nữ không khác gì nam, nên ngài đã cho ni giới được tham gia vào hội chúng xuất sĩ của ngài ngay tại thành Tỳ Xá Ly là Vesali. Thì trên đường ngài đi về Kushinaga thì ngài đã ghé Tỳ Xá Ly, và cách một Tỳ Xá Ly, một cái ngôi làng nhỏ, thì Đức Phật đã an cư cái mùa hạ cuối cùng trong cuộc đời của ngài ở một ngôi làng nhỏ. Sau đó ngài tiếp tục cầm bát lên đường. Thì khi ngài đây có một cái đoạn ở trong kinh này, có một đoạn trong kinh này đọc cho quý vị biết cái đoạn mà sao mà A Nan không có thỉnh Đức Phật trụ thế. Đức Phật tâm sự với A Nan: Này A Nan, ta nay đã già, đã thành bậc trưởng thượng, đã đến tuổi lâm chung, đã đến 80 tuổi. Này Ananda, như cỗ xe đã cũ mòn, sở dĩ còn chạy được là nhờ dây thắng chằng chịt. Cũng giống như vậy, thân Như Lai được duy trì sự sống chính là nhờ dây chằng chống đỡ. Này Ananda, chỉ trong khi Như Lai không tác ý đến tất cả tướng, với sự diệt trừ một số cảm thọ chứng và an trú vô tướng tâm định, chính khi ấy thân Như Lai được thoải mái. Vậy nên này Ananda, hãy tự mình là ngọn đèn cho chính mình, tự mình nương tựa chính mình, chớ nương tựa một gì khác, dùng chánh pháp làm ngọn đèn, dùng chánh pháp làm chỗ nương tựa, chớ nương tựa một người nào khác. Đó là khi mà Đức Thế Tôn tâm sự với A Nan. Hồi đoạn này thì A Nan không có thỉnh ngài trụ thế, cho nên khi A Nan vừa rời đi đó thì ác ma liền đến chỗ Thế Tôn, và đến thì ác ma nói với Thế Tôn như này: Bạch Thế Tôn, nay Thế Tôn hãy diệt độ thiện thể, nay hãy diệt độ, nay đã đến thời Đức Thế Tôn diệt độ. Này Bạch Thế Tôn trả lời ác ma như thế nào: Ta sẽ không diệt độ khi nào những tỳ kheo của ta chưa trở thành những vị đệ tử chân chánh sáng suốt, có kỷ luật sẵn sàng, đa văn duy trì chánh pháp, thành tựu chánh pháp và tùy pháp sống chân chánh, sống theo chánh pháp. Sau khi học hỏi giáo lý chưa có thể tuyên bố diễn giảng trình bày xác định khai minh phân tích và giải thích rõ ràng chánh pháp,
khi có tà đạo khởi lên chưa có thể chất vấn và hàng phục một cách khéo léo, chưa có thể truyền bá chánh pháp một cách thần diệu, vân vân. Đây là lời mà Thế Tôn đáp với ác ma ngày xưa. Nhưng mà giờ Thế Tôn có chưa? Thế Tôn đã có cái hội chúng tỳ kheo ni mà sáng suốt, đệ tử chân chánh có kỷ luật sẵn sàng duy trì chánh pháp đa văn học rộng, có không? Có cả những cận sự nam cận sự nữ chứng thánh. Cho nên cuối cùng là tại cái điện, tại điện thờ Kapala, sau khi mà Đức Thế Tôn đã chấp nhận với lại ác ma rằng: này ác ma, hãy yên tâm, sau 3 tháng Như Lai sẽ diệt độ kể từ hôm nay. Lúc đó ác ma rất là vui mừng và ác ma từ biệt Đức Phật ra đi. Và ngay tại điện thờ này, Thế Tôn chánh niệm tỉnh giác từ bỏ thọ hành. Quý vị nhớ vị này ha. Tại một bậc A-la-hán chánh đẳng chánh giác là có thể quyết định mình sống hay là ngưng sống này, tức là mình đã chứng được cái vô dư niết bàn, đã có được cái niết bàn rồi, đúng không? Thì mình có thể quyết định vào vô dư niết bàn bất cứ lúc nào. Đó là cái quyền một vị A-la-hán có thể. Thì Đức Thế Tôn là bậc A-la-hán chánh đẳng chánh giác, cho nên Ngài muốn duy trì sự sống thì Ngài sao? Ngài duy trì cái thọ hành. Nhưng mà bây giờ Ngài đã hứa với ác ma là không tiếp tục sống nữa, đúng không? Ngài sẽ nhập diệt, đúng không? Vậy Ngài từ bỏ thọ hành ngay trong cái điện thờ Kapala đó. Với chánh niệm tỉnh giác, Đức Thế Tôn đã từ bỏ thọ hành, nghĩa là bây giờ không duy trì mạng sống lâu hơn nữa. Khi Thế Tôn từ bỏ, không duy trì mạng sống thêm nữa, thời đại địa chấn động. Quả đất có biết không? Có biết một bậc chánh đẳng chánh giác đã từ bỏ thọ hành và Ngài sắp sửa viên thịt không? Đại địa chấn động, ghê rợn, tóc lông dựng ngược, sấm trời vang dậy. Thế Tôn nhận hiểu ý nghĩa của sự kiện ấy, liền thốt câu kệ cảm khái như sau: mạng sống có hạn hay vô hạn, tu sĩ từ bỏ không kéo dài, nội tâm chuyên nhất trú thiền định như thoát áo giáp đang mặc. Và chúng ta biết trong kinh thì Đức Phật cũng dạy thêm có 4 cái nhân duyên để đại địa chấn động ha. Có 8 cái nhân duyên để đại địa chấn động, chứ giờ đây cô sẽ không lặp lại, nó dài quá. Nhưng mà quý vị có nhớ là lúc mà Ngài chứng thành Phật chánh đẳng chánh giác, Ngài ngồi trên cái tòa cụ đó không? Xong ác ma cũng đến thỉnh là Ngài phải đi, Ngài rời cái tòa cụ này thôi. Như Lai nói không, Như Lai xứng đáng được ngồi ở đây, tức là ngồi trên cái tòa sư tử để mà tuyên dương chánh pháp. Ác ma nói: có ai làm chứng cho Như Lai là đáng được ngồi trên tòa này không? Đức Phật nhìn xung quanh không thấy một người nào hết. Phật nói: đại địa sẽ làm chứng cho Như Lai. Và đại địa chấn động 3 lần để biết là Đức Thế Tôn là bậc chánh đẳng chánh giác xứng đáng ngồi trên cái ngai đó. Và khi Ngài từ bỏ thọ hành thì đại địa rúng động một lần nữa và ghê rợn, lông tóc dựng ngược. Và chúng ta biết rằng nói như vậy là Như Lai đã bắt đầu quyết định. Sau đó thì A Nan rất là đau lòng và để cũng than thở khóc lóc thỉnh Đức Thế Tôn trụ thế thêm. Nhưng mà Đức Thế Tôn lúc đó đã nói là không phải thời rồi, cái lúc mà thỉnh thì không thỉnh, cái lúc mà đã từ bỏ thọ hành rồi thì không có thỉnh nữa, thì thôi ha. Là đó, giống như nãy sư cô nói, tiếp tục Đức Phật đi ghé ngang Vesali và có một mùa an cư cuối cùng ở đây. Sau đó tiếp tục ôm bác đến một cái vườn xoài của người này tên là Kunda. Chúng ta nhớ ha, vị này Kunda, chúng ta hay học lịch sử Đức Phật là Thuần Đà. Vị này là vị rất có nhân duyên với cái bữa ăn cuối cùng của Đức Phật. Thì có nhiều tài liệu ghi là ông này là thợ sắt, có người ghi ông là thợ kiểu làm bạc á, thì thợ sắt thợ rèn gì đó. Thì sau cái buổi cơm trưa thì chúng ta biết là Đức Thế Tôn thì hay đi thuyết pháp cho mọi người, chứ ăn xong không có ngủ. Thì ăn xong là Ngài thuyết pháp, thì ngay cái buổi đó thì Kunda cảm thấy rất là hoan hỷ được nghe những lời pháp thoại của Đức Phật, rất là hoan hỷ. Cho nên ông phát tâm, ông xin Đức Thế Tôn là ngày mai hãy đến nhà con để nhận của cúng dường, tức là ông xin đặt bát cúng dường cho Đức Phật và chư tăng vào trưa ngày hôm sau. Và Đức Thế Tôn biết nhân duyên không? Có, cho nên Đức Thế Tôn đã nhận lời. Rồi, và thợ sắt Kunda sau khi Thế Tôn thuyết pháp khích lệ làm cho phấn khởi, khiến tâm hoan hỷ, liền bạch Thế Tôn: bạch Thế Tôn, mong Thế Tôn nhận lời mời của con ngày mai đến dùng cơm với chúng tỳ kheo. Thế Tôn im lặng nhận lời. Và ngày hôm sau Đức Phật và cùng với hội chúng tỳ kheo có đến nhà ông Thuần Đà này dùng cơm không? Có. Và cái món ăn này Kunda, khi mà Đức Phật đến, Đức Phật có biết cái món ăn mà Kunda chuẩn bị sẵn cho mình không? Dạ có biết. Và Đức Phật dạy nè: này Kunda, loại mộc nhĩ đã soạn sẵn, hãy dọn cho ta. Tức là ông biết cái món ăn này nó có vấn đề không? Dạ có. Cho nên Đức Phật dạy là cái mộc nhĩ đã soạn sẵn đó, hãy dọn cho ta. Còn các món ăn khác đã soạn sẵn, loại cứng và loại mềm, hãy dọn cho chúng tỳ kheo. Xin vâng bạch Thế Tôn. Và thợ sắt Kunda vâng lời Thế Tôn, dọn cho Thế Tôn các món mộc nhĩ đã soạn sẵn và dọn cho chúng tỳ kheo các món ăn khác, loại cứng và loại mềm. Ha.
Rồi Thế Tôn nói với thợ sắt Kunda như thế nào? Này Kunda, món mộc nhĩ mà còn sót lại, nghĩa là Đức Phật có dùng hết được cái món đó không? Không. Nhưng mà Đức Phật dạy, cái món ăn mộc nhĩ còn sót lại, ngươi hãy đem chôn vào một lỗ. Này Kunda, ta không thấy một ai ở cõi trời, cõi người, ở ma giới, ở phạm thiên giới, không một người nào trong chúng Sa Môn và chúng Bà La Môn giữa những thiên nhân ăn món mộc nhĩ này mà có thể tiêu hóa được trừ Như Lai. Đức Phật biết không? Biết có vấn đề cái món ăn này không? Đức Phật nói rõ ràng là ta không thấy một ai ở cõi trời, cõi người, ở ma giới, ở phạm thiên giới, không một người nào trong chúng Sa Môn và Bà La Môn mà ăn cái món mộc nhĩ này mà có thể tiêu hóa được trừ Như Lai. Vậy món này có vấn đề không? Cho nên cái phần dư Đức Phật kêu là đem chôn vào lỗ chứ không để ai ăn. Và sau khi dùng cái cơm của thợ sắt Kunda, Thế Tôn lập tức có vấn đề về tiêu hóa. Ngài trong kinh ghi là Ngài bị bệnh lỵ huyết, tức là Ngài đi ra máu, đi ngoài ra máu luôn, và đi cho tới khi chết luôn. Và đó là cái bữa ăn cuối cùng của Đức Phật. Và Thế Tôn chánh niệm, tỉnh giác, nhẫn nại, chịu đựng cơn bệnh. Và Ngài mới dạy với Ananda như thế nào? Này Ananda, chúng ta hãy đi đến Kusinara. Đây là cái địa điểm cuối cùng mà bước chân của Đức Phật có thể đặt chân tới. Rồi Đức, nhưng mà đi tới Kusinaga thì Đức Phật đã rất là mệt rồi. Trên đường đi thì Ngài liên tục đi ra máu như vậy, cho nên Ngài đã kiệt quệ. Và chúng ta phải biết là Ngài là một ông già 80 tuổi rồi. Cho nên là đoạn đầu Đức Phật nói dây nhợ chằng chịt là nó mệt mỏi lắm rồi, thân thì bệnh như vậy nữa. Và Ngài rất là mệt, Ngài không đi nổi nữa. Ngài mới dạy Ananda là sao? Hãy xếp ao tư cái y lại, trải xuống cho Như Lai nằm. Ta thấy cảm thấy mệt mỏi và muốn ngồi nghỉ. Rồi Ngài ngồi nghỉ, Ngài có bị khát nước không? Mình đi ngoài mình có bị mất nước không? Mất nước. Và Đức Thế Tôn rất là tội, cuối đời Ngài là Ngài trả bao nhiêu cái tiền nghiệp là Ngài trả hết trong cái ngày hôm nay. Và Thế Tôn khát nước thì mới dạy Ananda đi lấy nước. Nhưng mà Ananda vừa thấy có một đoàn có 500 cái chuyến xe ngựa đi ngang qua cái chỗ lấy nước đó, nên nó bị đục ngầu. Ananda thì thương Đức Phật, Ananda xuất phát từ lòng thương đó, thương Đức Thế Tôn quá, thấy nước đục cho nên không đi lấy nước. Trong khi Đức Phật có mất nước không? Rất khát nước. Đức Phật phải dạy Ngài Anan tới lần thứ 3. Này Anan, Như Lai rất là khát nước, hãy đi lấy nước về cho Như Lai. Tới lần thứ 3, Ngài Anan không dám cãi nữa, đi liền. Tại vì Đức Phật không có nói cái gì quá 3 lần hết. Cho nên nói tới lần thứ 3, biết là nước vẫn đục đó, nhưng Anan vẫn ôm cái bình bát của Đức Phật đi múc nước. Và chúng ta nghe trong kinh nè. Tôn giả Ananda vâng lời Thế Tôn, lấy bát và đi đến con sông nhỏ. Con sông đang chảy nông cạn, khuấy động và vẫn đục. Khi Tôn giả Anan đến, đặt chiếc bát vào liền trở thành trong trẻo, sáng lặng, không vẫn đục. Anan tự nghĩ thật kỳ diệu, thật hy hữu thay, thần túc và uy lực của Như Lai. Con sông nhỏ đang chảy nông cạn, khuấy động và vẫn đục này, khi ta đến liền trở thành trong trẻo, sáng lặng và không vẫn đục. Rồi lúc đó Ngài mới đem nước đến cho Đức Phật. Ở chỗ này sư cô nói chút xíu về cái nhân duyên Đức Phật bị, thứ nhất là phải bị khát nước quá chừng cho tới cái cuối đời, đêm cuối. Và tại sao Ngài mắc cái bệnh? Ngài biết cái món đó có độc mà Ngài vẫn dùng. Nhiều người mà không học kinh điển tới nơi tới chốn, chỗ này là chửi bới loạn xạ. Dạo này sư cô cũng bị nhiều người không phải Phật tử làm như là có nghiên cứu kinh điển. Lần đầu tiên nghe Đức Phật bị ăn nấm độc mà chết, chửi tùm lum tá la. Nhưng mà thật ra những người đó chưa từng đọc kinh. Có những cái chỗ người ta dịch cái chữ mộc nhĩ này ra một cái món ăn khác, nhưng mà cái đó là cái vấn đề của người nghiên cứu. Nhưng mà mình đang nghiên cứu theo cái bộ kinh Trường Bộ dịch của Trưởng lão Hòa Thượng Thích Minh Châu, thì mình đọc y chánh kinh. Có hai cái nguyên nhân ha. Đức Thế Tôn, bữa quý vị nghe cái bài cô giảng về Angulimala là ba loại quả báo trong đời đúng không? Hiện báo, sanh báo và hậu báo, có nhớ cái này không? Kể cả Angulimala sau khi chứng A-la-hán có bị trả nghiệp không? Có, bị đánh cho tới chết, bị ném cho tới chết. Vậy Đức Phật là kiếp cuối cùng, từ khi Ngài thành chánh đẳng chánh giác, Ngài có tạo thêm nghiệp nữa không? Không. Nhưng mà tiền kiếp Ngài đã tạo nghiệp, Ngài có phải trả lãnh quả không? Có. Có một tiền kiếp của Đức Phật, Ngài là một vị lương y chữa bệnh. Ngài chữa bệnh rất là giỏi. Có một cái bà lão đó, bà nghèo, bà tới chữa bệnh, bà bị cái bệnh mà đi ngoài ra máu. Thì tiền thân của Đức Phật đây chữa bệnh cho bà là bà hết bệnh. Nhưng mà bà này á, thông thường ngày xưa mà hết bệnh là lúc đó là phải trả hết tiền thuốc cho lương y. Nhưng mà bà thì hết bệnh rồi, nhưng mà lật mặt, không muốn trả tiền. Cho nên đi nói dối với lương y là ông này ông bóc thuốc không có hay gì hết á, tôi không có hết bệnh. Nhưng mà lương y là người chữa bệnh cho bà, có biết bà hết bệnh không? Biết. Lúc đầu đến thì xin xỏ nhờ vả chữa bệnh, mình chữa cho hết bệnh rồi không muốn trả tiền cho nên nói dối. Vì lúc đó tự nhiên lương y bực lên,
bực cái bà này, bà tráo trở và không muốn trả tiền thì bà xin đi chứ bà xạo như vậy, nói là tôi không chữa bệnh mà ông dư sức biết tài năng và cái bệnh của bà nhìn mặt là biết hết bệnh á. Nhưng ông nói ok vậy, vậy thì tôi sẽ bà bốc uống cái toa thuốc này, đơn thuốc này bảo đảm hết bệnh, và lương y bốc cho bà một toa thuốc độc. Bà ông biết là bà hết bệnh rồi mà bà dám xạo, vì trong cái đoạn đó ông bực thôi, ông cho bà một cái đơn thuốc về, bà đi ngoài ra máu cho tới chết luôn. Và đây là cái ác nghiệp đã từng tạo trong tiền kiếp khi chưa chứng thành Phật. Và cho tới khi đêm cuối cùng Ngài xả cái thân ngũ uẩn này, Ngài bị một cái bệnh là đi ngoài ra máu cho tới chết luôn. Chúng ta thấy như vậy để biết rằng kể cả ngay khi mình chứng đắc, mình chứng thánh quả, nếu mình đã có tạo nghiệp ác mình có trả báo không? Cho nên đừng tùy tiện tạo nghiệp ác, đừng tùy tiện nói bậy nói bạ, đừng tùy tiện nói không thành có, đừng tùy tiện phỉ báng nhân quả, đừng tùy tiện làm những cái chuyện ác độc, bởi vì sẽ có lúc mình trả nghiệp. Và còn cái chuyện mà Ngài bị khát nước á, A Nan là một cái vị thị giả mà phải nói tâm đầu ý hợp rất là tinh tế, rất là thương kính Đức Phật, thương kính Đức Phật vô vàn. Nhưng mà tại sao tới lúc đó A Nan dư sức biết không? Dư sức biết Ngài là bậc chánh đẳng chánh giác, cái đức của Ngài, cô nói đó, Đức Phật có cái đức gì, kể cả mà cám lợn vô miệng Ngài nó cũng trở thành vị cam lồ. Đúng rồi, đó là cái đức của Đức Phật, cái đức của bậc chánh đẳng chánh giác nó rất là lớn. Hễ món ăn nào cúng dường cho Ngài rồi, lửa không cháy được, nước không trôi được, người trời không cướp được, và cho dù món ăn đó không có cái vị ngon gì, đưa vào lưỡi Như Lai nó cũng thành cam lồ. Cho nên kể cả nước đục thì khi đặt cái bát Như Lai xuống nó sẽ trong. Mà tại sao trong cái giây phút đó A Nan không nhớ? A Nan không nhớ cái chuyện đó, để cho Đức Phật phải khát nước tới 3 lần. Hơn trong một tiền kiếp nữa, đức tiền kỳ thân của Đức Phật là một cậu bé chăn trâu. Thì khi con trâu nó đi lùa trâu đi uống nước ăn cỏ đó, thì trâu nó khát nước quá, cho nên có cái đàn trâu đó nó uống nước trong cái vũng nước đục á. Thì cái cậu bé chăn trâu này là khởi từ cái lòng thật tốt, muốn lôi đầu mấy con trâu này đi qua cái khúc sông mà nó sạch để uống. Cái đó khởi từ tâm gì? Tâm tốt. Nhưng mà trong cái giây phút mà mình lôi cái hàm con trâu đi giật ngược, mà cái con đó nó đang được uống nước nữa, đục trong gì không cần biết, nó đang khát nước, nhưng mà mình giật với cái tâm đó sao? Có ác nghiệp không? Có chỗ này. Bởi vậy cô nói mình la con cái, mỗi lần cô la mấy em cô cũng nhớ đấy. Mình la với cái mong muốn là cho nó tốt hơn đúng không? Nhưng mà ngay lúc đó mình có tạo nghiệp không? Có nha. Cho Đức Phật là tiền thân của Đức Phật là một cậu bé chăn trâu đó, là lôi đầu giật ngược cái con trâu lại lúc nó đang uống nước đục, để giật đầu nó qua cái chỗ gì? Chỗ nước sạch. Nhưng mà chỗ đó con trâu nó nổi sân lên không? Nó bị khát nước ngay chỗ đó. Và cái chỗ đó, cái hành động đó là động tác không có thiện. Cho nên cho tới cái ngày cuối cùng Ngài khát nước, Ngài đi ngoài ra máu như vậy, Ngài mất nước như vậy mà 3 lần Ngài vẫn không có nước để uống. Chúng ta thấy đây là cái nhân duyên. Rồi, đó là một chút cái lịch sử. Và cuối cùng sao? Đức Thế Tôn lúc này là rất là đau. Chúng ta thấy vậy mới thương Đức Phật. Ngài trầm tĩnh, cỡ mình mà đau như vậy mà đi ra máu là thôi mình gào, mình khóc, mình rên, mình la nè ha. Mình giờ mình bệnh chút xíu, như bữa sư cô nói đó, bình thường mình tỉnh táo như vậy thì không sao, chứ mà mình bệnh vừa vừa thì không sao. Mà bệnh đau quá mình có rên không? Rên xong rồi còn bực nữa. Rồi mình đến lâu lâu mà mình thấy chán đời, bực bội á, mình đến thăm mấy cái chỗ mà người ta bị bệnh ung thư giai đoạn cuối á, mình mới thấy mình may mắn cỡ nào. Sư cô chưa ung thư giai đoạn cuối, nhưng mà có những cái cơn mà mình đau tới mức mà có cái cơn mà hôm trung thu, quý vị nhớ không? Cô đau mà cô biết là mình không còn nhẫn được với cái nỗi đau này luôn á. Đau tới mức mà nó đau mà tới bực lên luôn á. Dĩ nhiên mình không rên, mình không la, mình không chửi bới ai, nhưng mà bản thân mình bắt đầu hết chịu đựng nổi với cái đau đó, vì nó quá đau, nó đau tới mức mình rất là nổi sân luôn. Nhưng mà Đức Phật đau không? Đau như vậy nhưng mà Ngài trầm tĩnh vô cùng. Ngài không có quạo quọ, và Ngài còn nghĩ tới người khác nữa, vậy mới thương chứ. Ngài biết là Ngài thọ dụng xong cái món ăn này, Ngài có viên tịch không? Có. Ngài đã hứa với ác ma là xả báo thân trong vòng 3 tháng, Ngài đã từ bỏ cái thọ hành thì chắc chắn Ngài sẽ viên tịch. Và cái nhân duyên mà để Ngài viên tịch, để trả luôn cái tiền nghiệp của mình á, là phải ăn một cái món ăn có độc rồi đi ngoài ra máu cho tới chết như vậy. Cho nên Ngài vẫn nhận cái món ăn của Thuần Đà. Nhưng mà đã đau đớn như vậy rồi, đã sắp hơi tàn rồi mà Ngài có nghĩ đến Thuần Đà không? Ngày mai khi mà Thuần Đà biết tin Đức Như Lai ăn cơm của mình xong mà Đức Như Lai trúng độc và qua đời như vậy, Thuần Đà có ai nấy ra riết không? Rồi sau này hàng hàng lớp lớp đệ tử của Đức Phật sẽ có những người trách mắng Thuần Đà không? Nhưng cho biết cái giây phút mà cận kề sinh tử đó mà Đức Phật nghĩ tới Thuần Đà, và Đức Phật dạy như thế này. Này A Nan, có hai cái bữa ăn mà quan trọng nhất, đó là một cái bữa ăn là cúng cho
cúng cho một một cái vị mà sắp sửa thành chánh đẳng chánh giác. Chúng ta nhớ cái bát cháo sữa của ngài Sujata không? Nếu không có bát cháo sữa của Sujata, Sāmon Gotama đã bỏ mạng ngay cái bờ sông đó và không thể nào tu tiếp 49 ngày để chứng đắc. Và cái bữa ăn thứ hai cực kỳ quan trọng, phước đức không kém, đó là cái bữa ăn cuối cùng được Như Lai. Thì cái người dân cúng bữa ăn cuối cùng cho Như Lai, vị đó sẽ sanh thiên. Để chi? Để cho thuần đà không có áy náy, và để cho sau này hàng đệ tử của Đức Phật. Và đệ tử của Đức Phật đương thời, chúng ta biết có những vị vua đúng không? Ấn Độ có 16 cái tiểu quốc trong giai đoạn đó, hết 8 vị vua là đệ tử của Đức Phật. Vua có sẽ trách phạt thuần đà không? Có. Và Đức Thế Tôn đã dạy điều này. Khi nghe cái này mình thấy rất là thương. Bản thân mình đau sắp chết, nhưng mà mình rất là tỉnh táo, sáng suốt. Như Lai có đau trên thân nhưng mà có khổ trong tâm không? Không, cái đó là cái sự khác biệt của bậc thánh nhân với phàm phu mình. Khi mà mình đau á, mình đồng hóa mình với cái nỗi đau đó. Ví dụ mình bị thất tình, mình buồn không? Có. Khi mình bệnh cũng vậy đúng không? Mình sẽ đồng hóa cái cơn bệnh này với chính mình. Cho nên mình cảm thấy mình khổ đau ghê lắm. Nhưng mà bậc thánh thì không có vậy. Đau là đau, trên thân nó có đau nhưng mà trong tâm có khổ không? Không. Ngài có án giận thần đà không? Không. Ngài có bực bội cái cơn bệnh này không? Cũng không. Có gào thét xung quanh không? Không. Thậm chí tới đứa đệ tử mà thân tín của mình kêu nó đi lấy nước 3 lần nó không lấy, mà có quạo không? Không, thương vậy chứ. Rồi, và lúc đó có một người ở cái dòng họ Mala đó, ông này ổng tới, ổng đảnh lễ Thế Tôn, hoan hỷ quá, ổng cúng cho Đức Thế Tôn hai cái bộ y. Mà chúng ta biết là bộ y này nó xịn sò lắm, bộ y mà dệt bằng vàng mà nó chiếu sáng lấp lánh vậy đó. Và cái vải vóc mà nó xịn như vậy đó. Nhưng mà đặc biệt khi Đức Thế Tôn mà đắp cái bộ y này lên á, da, màu da của Đức Thế Tôn còn sáng hơn cái màu của y đó. Đây trong kinh nói ha, A Nan còn phải ngỡ ngàng. A Nan nói: Bạch Như Lai thật là hy hữu, sự thanh tịnh và sáng chói màu da của Như Lai. Bạch Thế Tôn, khi con đặt trên thân Thế Tôn cặp áo màu kim sắc vàng chói và sẵn sàng để mặc này, màu sắc sáng chói của áo bị lu mờ đi. Tức là sao? Cái sắc da của Như Lai sáng bừng lên như vậy à, và còn đẹp hơn cái sắc màu vải nữa, tới mức A Nan còn phải ngạc nhiên. Một người bệnh mà tỏa sáng cái làn da như vậy à, Đức Phật dạy như thế nào? Thật vậy này A Nan Đa, có hai trường hợp màu da của Như Lai hết sức thanh tịnh và sáng chói. Thế nào là hai? Là trong đêm Như Lai chứng vô thượng chánh đẳng chánh giác, và trong đêm Như Lai sắp diệt độ nhập niết bàn, không còn dư y sanh tử nữa. Tức là màu da của Đức Phật sẽ thanh tịnh và chói sáng trong hai đêm. Đêm ngài chứng thành chánh đẳng chánh giác, đêm đó đại địa có rúng động không? Có rúng động. Và đêm cuối khi ngài nhập niết bàn vô dư. Như vậy là báo cho A Nan biết cái chuyện gì? À, trong đêm nay Như Lai sẽ nhập niết bàn. Thì màu da của ngài mới sáng chói như vậy ha. Rồi. Sau đó thì dặn dò thợ sắt, bữa ăn của thợ sắt Kunda ha, cho Kunda không có phải hối hận. Rồi, lúc bấy giờ thì ngài mới đi đến một cái khu rừng. Ở đây có hai cái cây sala, cho nên người ta hay nói là sala song thọ, đúng không? Sala song thọ, song thọ là hai cái cây mọc song song. Chỗ này Như Lai nằm xuống đây, ở chỗ này, nơi đây, lúc đó thì hoa sala đã nở hoa trái mùa và nở rất là đẹp, tràn đầy cành và rụng trên thân Như Lai để cúng dường. Đó là ôn về lịch sử chưa hết nữa, giờ sao? Còn chưa nói đến Niết Bàn là gì mà chưa ôn lịch sử xong nữa, sao giờ? Bài này cũng biết giảng mấy lần mới xong. Rồi, tóm lại là đêm đó thì chư thiên có biết Đức Như Lai sẽ nhập Niết Bàn không? Đại địa rúng động cỡ đó, màu da Như Lai sáng lên. Thì lúc này chư thiên xuống đảnh lễ rất là đông, vì đây là cơ hội cuối cùng được đảnh lễ Đức Thế Tôn. Và trong kinh ghi như thế này, Đức Thế Tôn dạy như thế này: tại vì có một cái vị tôn giả, vị này đứng che làm cho chư thiên không có thấy Như Lai, cho nên chư thiên rất là bực mới quở, cho nên Đức Như Lai mới bảo cái vị tôn giả đó đó, ông hãy né ra đi, chư thiên đang không có nhìn thấy được Như Lai. Thì ngài A Nan cũng thấy rất là lạ lùng, là tại sao mà Như Lai lại quở cái vị tôn giả đó như vậy, thường Như Lai không có quở. Với lại chư thiên người ta có gì? Thiên nhãn thông, đúng rồi. Mắt của người ta nhìn xa, nhìn thấu, không có lý gì mà không được nhìn thấy Như Lai. Nhưng mà vì một cái tôn giả này có một cái quả báo rất là tốt, rồi vì quá khứ ông tạo một cái nghiệp tốt, cho nên cái thân của ông á, đứng đâu rồi không ai nhìn xuyên qua được hết á. Thành ra ông này đứng đó cái đêm đó là không có nhìn thấy được Đức Phật.
Đó, cho nên là chư thiên rất là bực bội xuống để đảnh lễ Đức Phật, nhưng mà vị tôn giả này gì có cái phước tướng là nó đứng không có thấy được. Giống như quý vị đến đây muốn nhìn sư cô giảng pháp hoặc muốn nhìn Đức Phật tôn trí đằng sau đẹp đúng không, cái có người nào đó cứ đứng chàng vàng trước cái tượng Phật hoài, mình chụp hình không được, mình nhìn thấy cũng không được, mình có bực không? Bực đó, y chang như vậy. Và A Nan thì không thấy chư thiên, mà Như Lai thấy không? Như Lai mới nói như thế này: này A Nan, rất đông các vị thiên thần ở 10 phương thế giới tụ hội để chiêm ngưỡng Như Lai cho đến 12 do tuần xung quanh Kusinaga, 12 do tuần xung quanh Kusinaga, Upavatana, rừng Sala, không một chỗ nào nhỏ cho đến đầu một sợi tóc có thể chích được mà không đầy những thiên thần có uy lực tụ họp. Chư thiên chen đông tới độ mà không còn cái chỗ hở mà một cái sợi tóc có thể chen qua được. Và quý vị biết chư thiên người ta có thần thông mà người ta còn phải chen cỡ đó trong suốt bán kính 12 gia tuần. Cho nên này Ananda, các vị thiên thần đó đang than phiền là chúng ta từ rất xa đến chiêm ngưỡng Như Lai. Nhưng mà sao? Có một cái vị tỳ kheo có oai lực lại đứng ngang trước Thế Tôn khiến chúng ta không thể nào chiêm ngưỡng Như Lai trong giờ phút cuối cùng. Cho nên Đức Thế Tôn mới bỏ vị tôn giả đó né ra, không có đứng trước Như Lai để chúng ta thấy giờ là không cần tới Như Lai mà chúng ta có đứng chàng ràng trước mặt với thầy với sư cô hoặc cái người nào không không có đứng chàng ràng, không có đứng trước mặt che ha, che thì đó có bị quở, thì chúng ta biết được rằng có rất là nhiều chư thiên sau khi đại địa rung động đã xuống để đảnh lễ Đức Phật trong đêm này, cho nên là chư thiên cũng trải hoa trời nhạc trời cuối cùng. Vậy cuối cùng ở đây Đức Thế Tôn trước khi nhập Niết Bàn, ngài dạy tiếp đoạn này nè: có bốn thánh tích kẻ thiện tín cần phải chiêm ngưỡng và tôn kính thế nào là bốn, quý vị ráng nghe chỗ này và ráng phát nguyện trong đời mình một lần đi về chiêm ngưỡng bốn thánh tích này, gọi là tứ động tâm. Đây là trong kinh Phật nói nha, không phải là cô làm du lịch, cô không có làm du lịch, cô không có khuyến khích quý vị mua tour du lịch. Trong kinh Phật nói hỏi đó, tại sao lý do sao mà người ta phải đi hành hương ở Ấn Độ, đó là bốn thánh tích. Trong kinh nói rõ ràng: chỗ Như Lai đản sanh, chỗ Như Lai chứng ngộ vô thượng chánh đẳng chánh giác, chỗ Như Lai chuyển pháp luân vô thượng, và chỗ Như Lai nhập vô như y niết bàn. Tức là gọi là tứ động tâm, đến đó là chấn động. Bốn cái thánh tích là nơi Đức Phật đản sanh, nơi Đức Phật thành đạo, nơi Đức Phật chuyển pháp luân, tức là giảng một cái bài pháp đầu tiên đó tại vườn Nai đó, và nơi Đức Thế Tôn nhập Niết Bàn. Đây chúng ta gọi là tứ động tâm. Và trong kinh nói luôn nguyên văn: những ai trong khi chiêm bái những thánh tích này từ trần với tâm thanh tín hoan hỷ, thời những vị ấy sau khi thân hoại mạng chung sẽ được sanh cõi thiện thú cảnh giới chư thiên. Nghĩa là cái công đức mà mình đi chiêm bái tứ thánh tích với lòng hoan hỷ và tín tâm, thì khi mình từ bỏ cái báo thân này mình sẽ sanh về trời. Mình thấy công đức lớn không? Kể cả ngay khi ngài đã nhập Niết Bàn rồi, mình chỉ cần đến thăm. Sư cô đã đi Ấn Độ nhiều lần và lần nào cũng vậy nha quý vị, không phải một mình sư cô, tất cả hàng triệu 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 tín đồ hành hương khi bước chân đến Kusinaga, đặc biệt là khi bắt đầu bước cái bước chân của mình đến cái chùa Đại Niết Bàn, bên trong mà có tôn trí tượng tôn tượng Đức Phật nhập Niết Bàn, gần như không ai không thể khóc rơm rớm nước mắt, kể cả những vị tu sĩ lớn đức độ. Có một cái clip mà chùa mình đã đăng từ hồi mấy năm trước, mà hồi cái Facebook của Đạo Tràng còn le que mấy người coi đó, Facebook Đạo Phật Ngày Nay đó, là Hòa Thượng, trưởng lão Hòa Thượng Minh Châu nè, khi ngài đi đến thánh tích đó, khi ngài đi đến nơi Đức Phật nhập Niết Bàn, ngài vẫn rớt nước mắt. Nó có một cái cảm xúc mà chấn động luôn quý vị, nó chấn động từ trong tim, bởi người ta mới gọi là tứ động tâm, nó không có diễn tả được. Nên quý vị thật sự nên đi viếng tứ thánh tích một lần trong đời. Còn đến Bồ Đề Đạo Tràng, nó có một cái nó chấn động kiểu khác, nó chấn động vì cái nơi đó là nơi mà một cái nhiều nhiều bậc chánh đẳng chánh giác ra đời, vì nơi cái nơi đó nó có những cái linh thiêng màu nhiệm mà mình không diễn tả được. Cho nên thật sự mình phải tự đi, mình tự cảm nhận ít nhất một lần trong đời, mình về lại nơi vị cha lành của mình đã nằm xuống và hỏa thân hỏa thiêu ngài. Khi mà vấn đề còn lại là vấn đề xử lý cái xác như thế nào đây, thì thật ra là Đức Phật chọn cái thành phố, cái chọn cái vương quốc đó là của tộc người Mala, thì là mình cái nơi đó thì người ta hỏa táng, tức là người ta sẽ thiêu thân, mình gọi là trà tỳ đó. Thì Đức Phật dạy là thiêu thân Như Lai như cái nghi thức thiêu một vị chuyển luân thánh vương. Biết chuyển luân thánh vương mà đúng không? Nghe kinh biết chuyển luân thánh vương đúng không? Thì sẽ quấn bao nhiêu lớp vải rồi bỏ vào trong cái hòm đó, quan như thế nào, rồi tiếp tục sau đó thì làm một cái giàn hỏa được xây lên và trà tỳ. Thì cái nơi này, cái tộc người này, đây là cái pháp mà tán cho cái thân của vị chuyển luân thánh vương, thì người ta dùng cái nghi thức này để thiêu, để hỏa thiêu thân của Như Lai. Rồi đó, đây là một cái mốc lịch sử này ha.
Còn lại thì dài lắm quý vị, nói mà về lịch sử mà nói nữa chắc hết giờ giảng ý nghĩa Niết Bàn quá, thôi mình chờ ha, mình chờ mai mốt cô giảng lại từng trang của kinh Đại Niết Bàn này ha. Đoạn này cũng thấy thương lắm nè, tức là có rất là nhiều chư thiên xuống cúng dường vải vóc, cúng dường hương hoa, cúng dường trầm hương trên cái đài hỏa táng cho Đức Phật. Và sau khi mà cúng dường xong thì dĩ nhiên là mình sẽ thiêu thân Đức Phật đúng không? Và đặc biệt là khi mà thiêu thì không có để lại bất kỳ cái ấy, mà còn cái gì, chỉ có không có từ khi thân Thế Tôn mà cháy, mà từ da ngoài cho tới da mỏng cho tới thịt dây gân hay nước giữa các khớp xương thì đều cháy sạch hết, không có tro, không có than, mà chỉ có xá lợi còn lại. Thì xá lợi này chia cho bao nhiêu phần ai cũng biết rồi đúng không, có đọc kinh không, chia cho 8 phần đúng không, chia đều 8 phần. Và Bà La Môn Đô Na là người đã chia cái xá lợi của Đức Phật để tránh gây tranh cãi. Đức Thế Tôn cũng dạy hay lắm, đệ tử Đức Thế Tôn không cần phải thờ xá lợi của Đức Thế Tôn. Đoạn này hay nè. Khi mà mình cứ nghĩ là Đức Thế Tôn mà hỏa thiêu như vậy xá lợi sẽ do tăng đoàn xây tháp đúng không? No. Đức Thế Tôn dạy đệ tử của mình sao? Các con phải thọ trì pháp, và đây là lời dạy cuối cùng của Ngài nè. Tức là sao? Mình hãy nương tựa vào chính mình. Nãy đọc kinh Di Giáo có nhớ không? Lấy giới luật làm thầy. Đó. Và lấy giới luật làm thầy, tu tập và duy trì mạng mạch Phật pháp, đó là nhiệm vụ của đệ tử Đức Như Lai. Còn cái việc mà thờ xá lợi của Như Lai thì ai làm? Các cái quốc vương làm. Đó. Cho nên chia đều xá lợi thành 8 phần cho 8 vương quốc. Còn cái Bà La Môn mà đứng ra có công chia 8 phần xá lợi này để không có ai cãi lộn nhau đó, không có gây chiến tranh đó, Bà La Môn này được tặng cái gì? Cái bình để đông cho 8 phần xá lợi đều nhau. Bà La Môn xây một cái tháp thờ cái bình mà đông xá lợi Phật, được không? Còn có thêm một ông vua đến sau cùng, nhưng mà muốn giành thì hết rồi, thì cho ổng cái phần mà tro mà thiêu á, tro của cái giàn hỏa thiêu đó đó ha, thì ổng cũng lấy một cái bình để đựng tro đó, xây thêm một cái tháp nữa, là tổng cộng 9 cái tháp đúng không? Đó. Và chúng ta đã hết rồi, đó là những cái lịch sử, mình ôn lại cái lịch sử nên mình hiểu như thế nào đó. Và có một cái đoạn nữa, khi mà mọi người, mà tức là người mà vương tộc của cái tộc người Mala đó đó, mà chịu trách nhiệm đặt giàn hỏa thiêu á, thì khi châm lửa là không có cháy. Tại vì sao? Tại vì chư thiên á, không có muốn đốt cháy lúc này. Tại vì chư thiên có thiên nhãn biết cái chuyện gì, đại đệ tử của Đức Phật là ai? Ngài Maha Ca Diếp chưa có về kịp. Và Ngài Maha Ca Diếp đang trên đường về để đảnh lễ Đức Thế Tôn lần cuối. Do đó chư thiên đã giúp bằng cách châm hoài lửa không có cháy, chờ cho tới ngày Maha Ca Diếp đến đảnh lễ Đức Thế Tôn. Chúng ta biết đại Maha Ca Diếp là đầu đà đệ nhất ha, thì toàn thân của Đức Phật, nhục thân của Đức Phật đã quấn rất nhiều lớp vải đúng không, đã bọc trong những cái lớp áo quan bằng sắt đúng không, đã quấn rất là nhiều vòng để đưa lên đó rồi, thì lúc về có nhìn thấy được cái gì nữa không? Không. Nhưng mà đặc biệt nha quý vị, khi tôn giả Maha Ca Diếp đến và đảnh lễ cái quan tài đó, thì Đức Phật đã lộ cái bàn chân của Ngài ra cho Maha Ca Diếp. Chúng ta biết cái tục lệ ngày xưa là quý vị thánh tăng ta đi chân trần, không có mang dép. Cho nên khi mà đến lễ Phật thì thường hay rửa chân, múc nước rửa chân và hôn chân Đức Phật đúng không? Cho nên cái văn hóa này bây giờ ở bên Sri Lanka còn giữ rất là đẹp. Chúng ta thấy các vị mà Phật tử Sri Lanka khi mà họ đảnh lễ các vị tu sĩ Bante của họ đó, họ quỳ xuống, họ quỳ mọp xuống đôi chân của tu sĩ. Bữa sư cô gặp một cái hình ảnh đó mà mình gặp nhiều rồi mà mình vẫn chấn động. Tức là họ giữ luôn cái nghi lễ ngày xưa mà hôn lên đôi chân của Đức Phật như thế nào á, thì Phật tử là ta quỳ xuống và quỳ mọp xuống chân á, lễ cái đôi chân của cái vị thầy của mình. Khi Ma Ca Diếp về thì ngày lễ như vậy thì Thế Tôn đã hiện tướng cái đôi bàn chân ra cho Ma Ca Diếp lễ, và sau đó thì mới đốt được đó là mới châm giàn hỏa thiêu đốt được. Thì phần sau đó là chia xá lợi và phụng thờ ha. Rồi đó là có 8 phần, tức là một phần đó là vua nước Ma Kiệt Đà là A Xà Thế đương thời đó, là con của Vi Đề Hy ha, thì xây một cái tháp thờ xá lợi ở Vương Xá. Phần thứ hai là do ai? Do tộc người Li Gia Vi ở Vesali, nãy cô nói rồi ha, xây một tháp thờ ở Vesali. Và cái
Phần xá lợi thứ ba là do người Sakya, Sakya là Thích Ca đó, đúng rồi. Xây ở đâu? Kapila Batu, Ca Tỳ La Vệ, nơi Đức Thế Tôn sinh ra, đúng không? Rồi. Và thứ tư là ai đây? Dòng người, những người Puli ở Alakapa cũng xây tháp xá lợi. Thứ năm là người Koliya ở Ramagana, tức là những cái vương quốc nhỏ, tiểu quốc nhỏ ở đương thời. Rồi thứ sáu là người nào đây? Vetadipaka xây tháp ở đâu? Vetadipika luôn. Rồi người cuối cùng là người Mala. Mala thì ngay tại Pava là nơi mà Đức Thế Tôn viên tịch đó. Rồi người Mala ở Kusinaga là ngay cái vườn mà Đức Thế Tôn nằm xuống, thì cũng xây tháp Thế Lợi ở Kusinaga. Và Bà La Môn Đôna thì xây dựng tháp trên cái bình mà Đế Đông xá lợi nãy cô nói rồi đó. Bà La Môn Đôna là người chia phân xá lợi ha. Rồi, và người Moriya là cái người cuối cùng đó, cái người đến thì không còn gì hết, nhưng mà xây lấy cái gì? Xây tháp đựng cái than cho trong cái lễ cúng dường đó, trong cái lễ trà thì đó, hết. Đó là lịch sử, nói một cách ngắn gọn nhất mà nó đã mất hết nửa tiếng như vậy rồi. Bảo đảm là quý vị tới đây là ngủ rồi. Rồi, thôi quý vị bắt đầu nghe. Đây là phần chánh kinh đó ha. Và phải ôn lại thôi. Tại vì không ôn lại mà Phật tử đi sinh hoạt với cô mà còn không nắm được những cái nội dung mà nó liên quan gọi là sử liệu như vậy, không chấp nhận được, hiểu ý không? Sau này mình không thể nào không biết được xá lợi, cái nghi thức trà tì. Tuy nó cũng chỉ là những cột mốc lịch sử, nó cũng chỉ là những cái dấu ấn, những cái tư liệu lịch sử, nhưng có cần phải biết không? Biết, phải biết đàng hoàng. Đó là cô đã lược lắm rồi, chứ còn mà nói chi tiết nữa thì đó, cái quyển này cô nói là có là cái bài kinh dài nhất, cô phải giảng 4 bài. Rồi bây giờ chúng ta đi vào cái phần quan trọng nhất ngày hôm nay. Sau khi ôm lịch sử thì giờ mình phải hiểu được cái ý nghĩa của nhập niết bàn là gì, đúng không? Vậy thì trước khi mình cần biết ý nghĩa của nhập niết bàn, mình cần biết cái chữ niết bàn là gì không? Niết bàn. Nói như vậy nhưng có rất nhiều người hiểu lầm cái chữ niết bàn. Cái chữ niết bàn này còn có những người dịch khác nữa, giống như là trong Đại thừa Phật giáo, ở trong Phật giáo Bắc truyền có những cái từ giống gì? Chân như, đúng không? Viên tịch, đúng không? Viên giác, vô vi, vô sanh, chấm dứt sanh tử, bất tử, cứu cánh, tuyệt đối an tịnh, giải thoát qua bờ kia, rồi vân vân và mây mây. Nó có hàng mấy chục cái định nghĩa cho cái niết bàn này. Nhưng mà câu nói một cách bình dân nhất cho quý Phật tử hiểu, đó, niết bàn, có một cái định nghĩa không thể không biết. Sư ông Làng Mai, cố thiền sư hòa thượng Thích Nhất Hạnh của mình, sư ông có một cái định nghĩa về niết bàn siêu hay, siêu nổi tiếng, có ai biết không? Có ai đã đọc sách sư ông rồi không? Sư ông định nghĩa niết bàn là gì? Chết, người Việt Nam mà không đọc sách sư ông Làng Mai rồi. Trời ơi, sách sư ông Làng Mai là một trong những cái đầu sách được có người được dịch ra bản tiếng Hàn á nhiều nhất trên cả nước Hàn Quốc này, nghĩa là sách của những tu sĩ Phật giáo mà nổi tiếng toàn cầu á còn nhiều hơn cả Đạt Lai Lạt Ma. Những cái đầu sách mà được dịch ra bằng tiếng Hàn của sư ông Nhất Hạnh đó, mà người Việt mình không thèm đọc sách tiếng Việt, chán đời. Sư ông Làng Mai định nghĩa niết bàn là hạnh phúc đích thực. Bậc sư cô rất thích từ này, chìn chong han hen búc. Quý vị học tiếng Hàn phải nhớ chữ này, chìn chong han hen búc, là một cái hạnh phúc đích thực, hạnh phúc tối thượng. Tại sao nói hạnh phúc đích thực vậy? Tại vì nãy giờ mình nói đó, niết bàn là chân như, là viên tịch, là không tham, là không sân, là không si, là chấm dứt sanh tử luân hồi, là qua bờ bên kia, là đoạn tận tha mái, đúng không? Mình nói như vậy nó đều dính đến thuật ngữ Phật học hết. Nhưng mà sư ông có một cái định nghĩa vô cùng hay, đó là sao? Hạnh phúc đích thực. Tại vì bình thường mình tưởng hạnh phúc mà mình có thật hạnh phúc không? Nè, cô nói ví dụ ha. Giống như lúc mà sư cô đi lang thang không có chùa, mình nghĩ là mình có một mái chùa che nắng che mưa như vậy, mình hạnh phúc không? Hạnh phúc. Nhưng mà nó có thật hạnh phúc không? Không hề. Tại vì ví dụ như á, nếu như mình nghĩ là mình có một mái chùa che nắng che mưa mình mới hạnh phúc, vậy thì khi mình đi lang thang mình có khổ đau không? Có. Vậy cái hạnh phúc của mình nó dựa trên điều kiện không? Có luôn, cái hạnh phúc mang tính điều kiện cơ mà. Rồi bây giờ thật sự có cái mái chùa có hạnh phúc không? Không hề. Bắt đầu cái công tác quản lý, trả tiền điện, tiền ga, tiền nước, rồi vận hành nó như thế nào, có mệt không? Đóng thuế, đóng má rồi có mệt không? Vậy thì cái hạnh phúc này có đích thực không? Không đích thực. Hoặc cô nói ví dụ vậy, cô giảng pháp thuyết kinh, từ ban đầu nếu như cái mục đích của cô là để nổi tiếng hoặc để được người ta khen á, vậy thì cái lúc mà mình được nhiều người biết đến và người ta khen mình có hạnh phúc không? Vậy thì chết cô rồi. Thì cái lúc mà người ta chửi mình, người ta chỉ trích, người ta phỉ báng mình, cô sẽ đau khổ không? Đau khổ. Mà may ghê, cái mục đích của mình không phải là như vậy, thì cái này nó từ đầu nó không, nó có phải là hạnh phúc đích thực không? Tức là khi mình được người ta khen mà mình hạnh phúc á, thì cái lúc mà người ta chê mình có khổ đau không? Có. Nếu mình đến chùa mà mình được cô quý, cô thương, cô khen khắp nơi mà mình sướng, âm thầm mình nở lỗ mũi, vậy lúc cô mắng mình có quê không? Bỏ chùa đi liền, phải không?
Hiểu ý cô nói không? À, vậy cái hạnh phúc đó là hạnh phúc thiệt không? Không thiệt, đó là hạnh phúc có điều kiện. Hoặc bây giờ cô nói ví dụ nè, mình lấy chồng mình sanh con, cái mong muốn của mình là con mình nó thành tài đúng không? Ngoan ngoãn, dễ thương, khỏe mạnh, thành tài. Mà thí dụ mình nó thi đậu vô trường đại học xôi tê cái coi, trời ơi, nở lửa mũi tự hào đúng không? Nhưng cái hạnh phúc này có đích thực không? Không. Vậy thì sao? Vậy thì nếu như con mình mà nó không thành tựu được, hoặc ví dụ nó vô được trường đại học rồi nhưng mà nó vẫn không được kiếm việc làm, nó không có tiền bạc, lúc đó mình khổ không? Mình khổ. Giống như sư cô hồi đó thi đậu vào trường đại học, mẹ cô vui không? Vui mà đi khoe lối xóm bà con khắp nơi, trời ơi con em nó giỏi lắm chị, nó không có đi luyện thi mà nó thi một cái nó đậu luôn. Nhưng mà vậy cho nên cái lúc mà cô đi tu mẹ cô mới đau khổ suy sụp như vậy đó, thành một cái ca thất bại của cả dòng họ. Ý là sao, học tới cỡ đó rồi, học đông học tây học cao như vậy rồi, kiếm tiền kiếm ơ rồi mà không có làm kiểu nên công danh sự nghiệp lớn cho bố mẹ vẽ vang thêm mà đi cạo đầu làm sư mất tiêu vậy, đúng không? Hiểu không? Hiểu cái hạnh phúc của mẹ cô năm cô 18 tuổi thi đậu đại học không? Là một cái hạnh phúc đích thực không? Không. Ừ, vậy cô nói quý vị cái hạnh phúc đích thực nó hay không? Hay, tại vì hạnh phúc đích thực là cái mình hoàn toàn hạnh phúc á, chính trong anh hen bút á, mình không phải có một cái điều kiện gì mới hạnh phúc, mà mình hạnh phúc tự mình chế tác được cái hạnh phúc này, nó không do ngoại cảnh ngoại nhân tác động đến, mà cái hạnh phúc này do mình tự điều tiết được, mình tự làm ra chất liệu hạnh phúc của mình được, cho nên mới gọi là hạnh phúc đích thực. Vậy cho nên nó mới không có chất liệu tham sân si, nó không có luân hồi sanh tử, nó không có khổ đau, nó không phiền não. Hoặc là mình có thể định nghĩa khác sư ông nhất hạnh được không? À, là định nghĩa như thế nào? Bình dân hơn nữa, cô rất ít thích dùng từ thuật ngữ Phật học. Nói một cách bình dân nhất, hạnh phúc, niết bàn là gì? Là rỗng và lặng. Mình có thể định nghĩa như vậy. Tại sao rỗng và lặng? Tại vì nó không tham, không sân, không si là niết bàn. Có phải rỗng, rỗng rang và lặng, lặng lặng, tịch tịnh không? Tiếng Hàn mình có chữ chọn myol, quý vị có nghe không? Bữa đi hành hương với cô có chọn myol bô cung không? Có nghe không? Trên cả nước Hàn Quốc này có 5 cái chỗ gọi là tịch diệt bảo cung đó. Đó, cái chữ chọn myol là mình dịch là tịch diệt đó. Tịch diệt cũng là niết bàn nè. Nhưng mà mình nói chữ tịch diệt nghe sợ không? Sợ. Sư cô biết tiếng Hán nhưng mà cô không có thích dùng. Mình thay vì mình nói tịch diệt vậy đó, mình có nói thể là rỗng và lặng đó. Cái chữ lặng này là chữ tịch đó, tịch diệt đó. Nó không chứa những chất, những cái điều xấu ác trong tâm. Đó là niết bàn, hiểu ý không? À, rỗng và lặng nghĩa là mình không có khởi động lên, mình không có chất chứa những cái chất liệu xấu và ác trong tâm. Cái đó gọi là niết bàn. Giờ hiểu chữ niết bàn có nghĩa là gì không? Vậy, từ cái từ nghĩa niết bàn này, mình có thấy là mình cũng có thể có niết bàn không? Cho nên mới có bài hát sư ông sáng tác đó. Ta sẽ có niết bàn ngay giữa cuộc đời này. Ta sẽ có niết bàn ngay trong trái tim ta. Có chờ chết mới có niết bàn không? Rất nhiều người hiểu lầm cái chữ niết bàn này là mình phải có một cái cõi giới nào đó. Mình sanh về cõi niết bàn. Vĩnh viễn không dùng cái chữ cõi niết bàn giùm sư cô nha. Tại vì niết bàn nó không phải là một cái cõi nơi nào đó. Nó là một cái trạng thái tâm, một cái cảnh giới. Nhưng mà cái cảnh giới đó chỉ có những người chứng đắc mới cảm nhận được. Quý vị hiểu không? À, cho nên nó không phải là một cái cõi mà vật chất để mà mình chuyển từ, giống như nói ở Hàn Quốc giờ sống khổ quá đi qua Mỹ chắc sướng hơn. Niết bàn không phải là một cái cõi để qua bên đó sướng hơn. À, mà là một cái trạng thái tâm không tham, không sân, không si, chấm dứt luân hồi sanh tử. Hoặc là cô nói đó, không có chất liệu xấu và ác trong tâm thì gọi là niết bàn. Thật ra trong đời mình có những lúc mình trải nghiệm niết bàn không? Có chứ, kể cả những người không đi tu, không quy y Phật Pháp Tăng, nhưng mà người ta có lúc người ta trải nghiệm được niết bàn không? Có. Nhiều khi mình có cái tâm hồn nhẹ nhàng thảnh thơi đó, mình đi lên đồi xa, nắng chiếu trước nhà nó như đen vô, thấy niết bàn của ổng hiện trong từng câu nhạc đúng không? Niết bàn đó. Có lúc đó có cầu mong gì không? Có phải là đi làm vậy để nổi tiếng hơn không? Không, mà mình thật sự đó, có những lúc mình nhẹ nhàng, mình thảnh thơi, mình đọc một quyển sách, mình uống một ly trà, mình ngồi chánh niệm với hơi thở, lúc đó mình có niết bàn không? Có, nhưng mà có điều niết bàn của mình nó chút như lề giống pháo bông vậy đó, mà còn chưa được bằng pháo bông nữa, nó nhé lên cái nó tắt mất tiêu. Còn lại mình trầm luân trong cái sự khổ sở thôi. Chứ mình cũng có niết bàn, nhưng mà niết bàn mình nó không có kéo dài, niết bàn mình nó không có long time. Niết bàn mình nó xẹt một cái rồi nó hết, cho nên mình mới lúc phàm phu, lúc thánh nhân vậy nè. Đó, thì cái quan trọng mình tu tập thì mình sẽ trụ được niết bàn dài lâu càng tốt. Nghĩa là mình giữ được cái trạng thái tâm không sân, không si, không phiền não càng lâu càng tốt. Đó. Chứ không phải là mình không đạt được niết bàn, là hiểu phải không? Đó, khi mình hiểu được niết bàn là hạnh phúc tối thượng ngay đây là mình có cái chìa khóa để mình tu tập chứ. À, nó rất là hứng khởi cho mình. Tại vì mình biết rằng mình cũng có khả năng trải nghiệm niết bàn. Và Đức Phật đã trải nghiệm niết bàn trong mỗi giây, mỗi phút từ ngay sau khi ngài chứng thành chánh quả. Nhắc lại câu này quan trọng, lặp lại 3 lần.
Nghĩa là nếu ai hỏi mình có phải tới ngày 15 tháng 2 âm lịch Đức Thế Tôn mới nhập Niết Bàn hay không? Câu trả lời này hết sức là nhạy cảm. Đức Thế Tôn đã trải nghiệm Niết Bàn, đã có Niết Bàn trong mỗi giây, mỗi phút, đã an trụ vào Niết Bàn từ ngay sau khi Ngài thành đạo ở dưới gốc cây Bồ Đề chưa? Rồi. Nhưng Niết Bàn đó là Niết Bàn hữu dư y, nghĩa là Niết Bàn mà còn cái thân này. Còn cái Niết Bàn mà vào đêm 15 tháng 2 đó, âm lịch đó, là Niết Bàn sao? Vô dư y Niết Bàn. Đức Thế Tôn hoàn toàn xả luôn cái thân này. Chứ còn mà Ngài có trải nghiệm Niết Bàn không? Dạ có. Giờ hiểu không? Hiểu không? Sao tới đây buồn ngủ, ngủ gục luôn rồi đúng không? Đó. Giờ ráng ngủ cũng ráng nghe rồi. Mai mốt nghe lại. Đó. Vậy cô nhắc lại cái định nghĩa Niết Bàn siêu quan trọng là với cái ngôn ngữ thế gian chúng ta tạm diễn tả cái Niết Bàn là cái trạng thái tâm thức đã thanh lọc hết mọi phiền não, được chưa? Đã giải thoát hết tất cả mọi khổ đau và tận diệt hoàn toàn mọi tham ái. Đó là định nghĩa theo thuật ngữ Phật học đó. Đó là không còn sân hận vô minh, đó là không còn sanh già bệnh chết chi phối. Cô nói có cái tướng sanh, tướng già, tướng bệnh không? Nhưng mà có khổ không? Không. Vậy thì là Niết Bàn. Nhưng mà chúng ta dịch Niết Bàn theo kiểu như xong nhất hạnh đúng không? Đó là hạnh phúc đích thực, hoặc Niết Bàn là rỗng và lặng, không chứa cái chất liệu xấu ác trong mình, đó là Niết Bàn. Giờ hiểu chưa? Hiểu, hiểu rồi. Vậy thì bây giờ đến cái định nghĩa nè. Có bao nhiêu loại Niết Bàn? Nãy cô mới nói sơ sơ rồi biết rồi đó. Hữu dư y Niết Bàn, vô dư y Niết Bàn, hai cái cuối cùng là gì con? Nói cho tỉnh ngủ. Hai cái cuối cùng là gì? Tử. Không ai nghe luôn hả? Có bốn cái loại Niết Bàn, có ai nhớ không? Có ai đã từng nghe loáng thoáng trong đời không? Trời, sao bà giảng này cô kiểu không có niềm tin với các em quá. Vậy là xưa giờ chưa nghiên cứu về lịch sử Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, đúng không? Thôi mai mốt mình ôm lại nha. Thôi giờ sắp buồn ngủ rồi em nói luôn. Hữu dư y Niết Bàn, vô dư y Niết Bàn, tự tánh Niết Bàn và vô trụ xứ Niết Bàn. Đoạn này là bắt chán rồi. Thật ra cô không có muốn giảng cái này đâu quý vị. Chỗ này quý vị lướt qua cũng được nha. Đây là nhiệm vụ của em phải nói thôi, chứ nói tới đoạn này cô chỉ thích nói cái đoạn đầu đó thôi đó, cái đoạn định nghĩa Niết Bàn cho nó giản dị dễ đơn. Nhưng mà mình mãi mãi không thể ở cái lớp chồi được, mình phải ráng nhú lên cái lớp lá chứ, đúng không? Chồi hoài với cho cái lá chứ. Chứ bây giờ cô trồng cái cây mà suốt một mùa đông mà nó héo queo như vậy mà bây giờ nó ra cái chồi mà một tháng nữa nó không nở cái bông cô buồn ha. Tức là bây giờ nó có cái chòi rồi thì phải chờ có đủ nước, đủ nắng, thời tiết nó ấm lên, nó phải bung cái bông, nó phải xè cái lá ra chứ. Bây giờ nó khô queo cả một cái ngọn đồi vậy, cái chán đời không? Cho nên mình học lớp chòi hoài, mình phải lú cái lá lên, mình lên lớp lá, mình ráng lên lớp lá đoạn này cô nha. Học lớp chòi từ 5 năm trước rồi, có ai đi học lớp chòi hoài như mình không? Bây giờ người ta phải tạm biệt có Misa rồi, mình dẫn lớp chòi nữa là không có được. Hồi nãy là lớp chồi, bây giờ lên lớp lá nè. Có bốn loại Niết Bàn: hữu dư y Niết Bàn, vô dư y Niết Bàn, tự tánh Niết Bàn và vô trụ xứ Niết Bàn. Đọc to giùm cô một lần cho tỉnh ngủ. Dự hữu, vô, tự, vô, được không? Hữu dư Niết Bàn, vô dư Niết Bàn, tự tánh Niết Bàn, vô trụ xứ Niết Bàn. Rồi nãy cô nói rồi đó, cái hữu dư Niết Bàn là sao? Tức là còn sống trên cái hữu dư là còn dư lại đó, còn rớt lại đó, còn thừa lại đó. Thừa cái gì? Thừa cái thân này nè. Đúng rồi. Có giác ngộ, có Niết Bàn là Niết Bàn ở trong cái trạng thái tâm thức của người giác ngộ. Nhưng mà dính cái thân ngũ uẩn này có phiền không? Có máng cái thân này vô người nên mới có già nè, già mới có đau lưng nè, mới có đau bụng nè, mới tiêu hóa không được nè, mới khát nước nè, mới nhức đầu nè, mới đi ngoài ra máu nè. Thì cái này gọi là hữu dư y đó. Còn thừa lại gì? Còn thừa cái nghiệp khổ, cái nghiệp cũ mà mình chưa trả hết, ta gọi là còn thừa. Nói tới đây là mình biết ai. Cho nên Đức Phật đã có Niết Bàn từ cái lúc Ngài thành đạo, nhưng mà Ngài bị cái gì? Ngài có gặp nạn trong đời không? Gặp hoài. Cho nên ai nói đi tu để hết nạn là không có nha. Đi tu chỉ có hết khổ thôi. Hết khổ là mình thấy khổ mình cũng không động thôi, chứ không phải là đi tu là hết nạn đâu. Vẫn nạn. Nhưng nhìn gương Đức Phật đi, Nam mô hai chữ từ bi Phật còn bị hại huống chi là mình. Cho nên mình nghĩ mình đến chùa mình sẽ bình an luôn là không có. Đức Phật có gặp nạn không? Ngài bị Đề Bà Đa lăn đá xuống chân, máu chảy từ lưa, bị cô Chin Cha đụng bụng chửi bới, bị bà Tôn Đà Lị bả tự tử ngay bên cái hương thất mình, bả vu cho Đức Phật làm bả bụng bự rồi giết chết, rồi bị bà Thứ Hậu Mangadiya bả chửi 7 ngày 7 đêm, chửi không còn một cái thứ gì trên đời, rồi cuối cùng có bị đau bụng, bị này bị kia mà chết không? Có. Rồi đó, nói dài nữa là quý vị ngủ. Angulimala có bị không? Bị. Thì cái này gọi là gì đây? Hữu dư y Niết Bàn. Còn dướng lại cái thân, còn dướng lại cái nghiệp cũ có phải trả không? Có. Vậy đi tu có mong hết gặp nạn không? Vô lý, chỉ có gặp nạn mà mình vui vẻ mình trả thôi. Chứ giống như có cái đoạn này kể cho quý vị bớt buồn ngủ. Có cái người họ đi mượn nợ đó,
kêu là viết cái tờ giấy khế ước á. Ông kêu, ông nói thôi mày đừng có, tao kêu mày viết giấy khế ước, mày ngồi mày vẽ gì vậy? Chủ nợ nó nói tao vẽ cái bản mặt mày đang mượn tiền á. Lúc mượn tiền cái mặt sao thì cái lúc trả cái mặt giống về là được. Đó, vẽ cái mặt lúc mượn tiền xong rồi á mới viết cái khế ước. Hiểu cô nói gì không? Lúc mình đi mượn tiền người ta cái mặt mình khác, mà cái lúc mình trả cái mặt mình nó thái độ liền ha. Giống như cái người chủ nợ đi mượn ngược lại mình vậy đó. Kiểu vậy đó, thì quý vị y vậy đó. Tức là cái lúc mà mình mượn nợ là sao? Mình gây nghiệp xấu á. Cái mặt mình vênh vênh tự đắc ghê lắm. Nhưng cái lúc mà quả báo xấu tới cái mặt mình sao? Nhăn nhúm luôn. Mình chê Phật không linh, mình chê chùa không linh, mình chửi nhân quả không có, mình làm đủ chuyện hết á. Nhưng mà mình quên cái đoạn mà mình mượn nợ rồi, quên cái đoạn lúc mà mình đi dây rồi. Cái là lúc mà mình nói xấu, nói đốt, nói đon, nói ren, làm ác, làm ơ rồi, nhớ không? Cái đoạn đó là mình quên rồi đó. Nên là cái người chứng đắc là sao? Khi mà họ trả cái nghiệp xấu tới, không có bực, không có thù, không có bực dọc, không có rủa xả, không có mất niềm tin nhân quả. Hiểu ý cô nói không? À, khác nhau ở cái chỗ đó, nó tự tại. Đó là có gan mượn nợ thì có gan trả thôi. À, lúc mình mượn người ta cái mặt mình sao thì cái lúc mà mình đem tiền đi trả cái mặt mình cũng cỡ đó thì mình thành tựu. Hiểu không? Tức là cái lúc mình làm nghiệp ác á, cái mặt mình tỉnh lắm, thì cái lúc mà quả xấu nó tới á, mình phải vui vẻ mình trả. Đó là cái sự khác biệt, chứ không phải nói mình tu theo Phật rồi là vĩnh viễn đời này kiếp này, đời sau kiếp sau không bao giờ mình gặp nạn nữa. Còn lâu Đức Phật còn lên bờ xuống ruộng. Nhưng mà ngài có lên bờ xuống ruộng cái thân này thôi, chứ còn cái tâm ngài có lên bờ xuống ruộng không? Không, này em chinh cha, cái chuyện đó có ta với em biết thôi. Bà vô bà chửi giữa hội chúng, nhà mà Đức Phật rất bình thường. Rồi cái đoạn này mới có đoạn khác biệt giữa người chứng đắc, người hiểu nhân quả. Cho nên mình đã hiểu sâu nhân quả, mình có oán trách cuộc đời không? No. Rồi, thứ hai là vô dư niết bàn. Nãy cô nói rồi đó, A-la-hán mà dứt sạch phiền não hữu lậu, tận gốc, diệt trừ tận gốc tham sân si rồi, thì sao? Nhập luôn vô dư niết bàn, là xả luôn cái thân này. Có nhiều vị A-la-hán chứng xong rồi xả luôn cái thân không? Ngay trong ngày. Ngán rồi, mệt rồi, không có muốn mang theo cái thịt thối này nữa. À, những người đó cũng không có chí nguyện độ sanh, à, cũng không có duyên độ sanh luôn. Chứng A-la-hán xong xả luôn cái thân này, gọi là vô dư niết bàn, nhập luôn ở tại chỗ. Có người như vậy ha. Rồi, tự tánh niết bàn, đoạn này hơi khó nhưng mà hay nha. Tự tánh niết bàn, cái đoạn này là cho chúng ta một cái gì ta, một cái niềm tin mà cô mới nói là Phật giáo không phải là tôn giáo của cái sự hứa hẹn, mà nó là tôn giáo của thật sự cái niềm tin hy vọng đặt ở chính mình, là cái tự tánh niết bàn này. Giờ mình tèm lem không? Mình tham, mình sân si, mình tèm lem không? Mình rất tèm lem. Bản thân cô nhìn cô còn bất mãn thì huống gì. Cô nói thiệt luôn, danh dự với quý vị, có những buổi cô chán bản thân mình tới mức á, mà cô không có ghét các bạn mà cô ghét cô á, hiểu không? Cô không nhẫn nại được với mình á, tại sao mình không giỏi được như vậy, tại sao mình tu không ngon lành như vậy, tại sao mình tu mà mình trồi sụp như vậy, tại sao mình tu mà mình phiền não như vậy, tại sao mình lười như vậy đó, tại sao mình ngu như vậy nữa. Thiệt sự luôn, cái đoạn mà lúc mà cô đi học kinh Phật là cô cảm thấy là vô cùng bất lực về bản thân mình. Thế mình có tè le không? Mình tè le vô cùng, tham sân si đã chớ còn dốt nữa. Cái sự dốt là cái sự mà đưa mình trầm luân đó, mà mình dốt. Nhưng mà sao, khi mê lầm thì cho nên mình mới có chắc có cái ngã này, mình mới khổ đau như vậy. Nhưng mà tự tánh niết bàn dạy cho mình một cái định nghĩa là niết bàn nó tự tánh, tức là vốn sẵn mình đã có niết bàn, hiểu không? Không phải mình kiếm cái gì bên ngoài, không phải là mình cào cấu, mình gào cấu, mình ráng, mình lên lớp, lên ơ đồ để mình mới có niết bàn. Mà niết bàn nó vốn sẵn trong tâm mình rồi, tại vì mình vọng động, mình không thấy. Đoạn này cô nói tới đây có nhớ bài kinh nào không? Kinh Pháp Hoa. Kinh Pháp Hoa có một cái ví dụ là cùng tử. Có một cái ông cùng tử là cái người nghèo á. Cùng tử là nghèo mạt rệp đó. Nhưng mà ông giấu cái viên châu, ông có một cái viên châu ở trong chéo áo. Đọc Kinh Pháp Hoa có nhớ đoạn này không? Ông giấu viên minh châu trong chéo áo, và viên minh châu đó giá trị nghiêng thành vạn cái tòa thành. Nhưng mà vì cái viên minh châu đó nhét trong túi áo cho nên không biết, cái ông đi ăn mài. Nghĩa là ông lết từ nhà này qua nhà kia, ông đi ăn xin. Nhưng mà nếu ông biết trong áo ông có viên minh châu, ông móc ra, ông bán, ông sống sung sướng suốt đời không? À, thì tự tánh niết bàn cho mình cái ví dụ như vậy đó. Nghĩa là mình có cái khả năng an lạc hạnh phúc không? Mình có gia tài Phật tánh không? Có, mình có gia tài Phật bảo cho mình, chính mình có sẵn, mình không phải để người khác ban cho. Nhưng mình có biết không? Không, y như cái cùng tử gì đó, được người giàu cho cái chén châu, cho viên minh châu, nhét vô trong cái áo, cho đó rồi đi, không có nói. Thằng ăn mày không có thể biết được là mình thể có một cái gia tài bự như vậy, nên cứ lết từ nhà này qua nhà khác ăn mày. Mình y chang vậy. Mình tự xưng Phật tử, mình có nguyên cái gia tài pháp bảo, mình có cái tự tánh niết bàn trong mình, nhưng mình không thấy có gì hết. Mình nghèo lúc đầu mình cũng thiếu, lúc đầu mình cũng khổ hết. Cái mình đi xin chỗ này chút, mình đi xin chỗ kia chút, chỗ này mình đến chùa mình cầu này chút, chỗ kia mình đến cái mình giái kia chút, mình y vậy đó. Ừ,
Thì cái chỗ này chúng ta thấy rằng dạy cho mình cái gì đây, cái ý nghĩa gì đây? Không có tìm cái hạnh phúc phù phiếm bên ngoài. Từ hồi nãy đầu bài sư cô nói đó, chính chân hành hiên bút, cái hạnh phúc đích thực là cái hạnh phúc của chính mình, từ trong mình chế tác, chứ không có đi tìm cái hạnh phúc phù phiếm bên ngoài ai đó cho mình. Quý vị cầu một cái hạnh phúc người đó thương mình cho tới đầu bạc răng long, kiếp sau cũng muốn gặp nhau, đây là một cái hạnh phúc phù phiếm. Hiểu ý không? Tại vì chừng nào người ta còn thương mình, chừng đó mình vui. Mà có bảo đảm người ta thương mình hoài không? Không. Thậm chí cô nói nhé, người ta thương mình hoài nhưng mình có bảo đảm mình thương người đó hoài không? Không. Rồi bây giờ ví dụ hai người đều thương nhau hoài luôn nha. Lý tưởng luôn, idol, ideal luôn đó. Đó lý tưởng y sang chọc kinh. Nhưng mà hai người thương nhau hoài đó có ở với nhau hoài được không? Sẽ có người bệnh, người chết, người ra đi, người ở lại đúng không? Sanh ly tử biệt đúng không? Vậy thì cái hạnh phúc mà có điều kiện do một đối tượng nào đó mang đến cho mình, nó có phải hạnh phúc đích thực không? Phù phiếm. Thì chỗ tự tánh niết bàn này dạy cho mình là mình phải trải nghiệm được cái niết bàn ngay chính mình ha. Rồi thứ tư là vô trụ xứ niết bàn. Vô trụ xứ niết bàn đây là một cái quan điểm mở rộng của niết bàn. Nói quý vị nghe chữ vô trụ xứ thì nếu mà dịch nữa là thường ở trong này nó nói tới cái quan niệm của Bồ Tát á, mà chứng đắc niết bàn không có trụ vào gì. Quý vị đọc cái gì Bát Nhã Tâm Kinh, hồi nãy mới tụng Bát Nhã Tâm Kinh. Tại sao Bát Nhã mà ngày nào thời kinh nào cũng tụng Bát Nhã, nó có cái lý trong này nè. Bát Nhã Tâm Kinh có cái gì nè? Dĩ vô sở đắc cố bồ đề tát đở y Bát Nhã Ba La Mật, đa cố tâm vô quá ngại, vô quá ngại cố vô hữu cũng bố miễn ly điên đảo mộng tưởng cứu cánh niết bàn. Nghĩa là sao? Không có cầu một cái gì hết á, cho nên mình sao tự tại thông dong ra vào trong cái chỗ điên đảo mộng tưởng nhưng mà vẫn cứu độ chúng sanh. Bên Trung Quốc xây dựng cái hình tượng tế điên hòa thượng là dựa trên cái khái niệm này nè, thấy không? Ăn rượu uống thịt ra vào thông dong tự tại trong làng đó, là nghĩa là vô trụ xứ, là không có trụ vô một cái chỗ nào hết mà mình có thể tự tại thông dong mà mình vẫn có niết bàn. Hiểu ý cô nói không? Thường chỉ cho những cái quan điểm Bồ Tát độ sanh. Trong Phật giáo Hàn Quốc của mình, quý vị có biết một cái hình tượng nào giống tế điên hòa thượng không? Có biết không? Bảo đảm không biết. Quận Hô Thệ Sa, đại sư Nguyên Hiểu, chịu khó bấm chữ Quận Hô đi ha. Luận án tiến sĩ của cô viết về tuần Quận Hô đó. Quận Hô Thệ Sa là một cái người mà mang cái bầu rượu đi nhảy múa hát ở trong làng, nhưng mà dạy dân chúng niệm Phật nha. Rồi sao? Cưới luôn công chúa, sanh con luôn. Nhưng mà rất ok, vẫn tu hành đàng hoàng. Đây là một cái hình tượng rất là đặc biệt Phật giáo đi vào đời tự tại thông dong, cũng như cái hình tượng tế điên hòa thượng vậy đó ha. Thôi cái này mình nói nữa là hết. Tóm lại thì cái khái niệm vô trụ xứ niết bàn này làm cho Phật giáo năng động hơn. Tại sao vậy? Đâu có trụ vô cái chỗ nào đúng không? Đâu có hạn chế đâu đúng không? Tức là đưa đạo vào đời. Đạo mà không vào đời thì đạo đi giúp ai đúng không? Mà đời mà không có đạo thì đời cứ mãi lanh quanh. Nhưng mà đạo không vào đời thì đạo cũng không thể phát huy được cái giá trị của đạo. Cho nên cái vô trụ xứ niết bàn này nó làm cho Phật giáo năng động hơn ở cái chỗ là sao? Mình sẵn sàng đi vào đời mà bất chấp đời ông tiếng ve. Hiểu ý cô nói không? Các vị Bồ Tát đã có bị chửi không? Các vị thầy mà cạo đầu mà đi vô ăn rượu uống rượu ăn thịt chó có bị chửi không? Chửi mà không có cờ cơm? Không cờ gì hết. Bây giờ cô nói không có nói những cái hình tượng mà hình tượng hóa xây dựng đó lên đi ha, nói như mình đây nè. Giờ mình đi chùa, mình ăn chay, mình niệm Phật, mình bố thí, mình làm phước cúng dường, mình có bị chửi không? Có nhiều người nói làm chuyện bao đồng. Thiệt mà, nhiều người nói làm chuyện bao đồng. Như ngày bữa cô về dưới chùa, cô mấy năm trước cô về chùa Sư Bà, cô với Củ Chi đó, có cái bác ở đối lứa xóm, bác qua bác nhổ cỏ phụ cho chùa đó. Cái bà đối diện bà hỏi chứ, ê bà làm mà bà nhổ cỏ chùa này một ngày bà sư bà trả nhiêu tiền? Nó trời, tôi đi làm công quả mà lấy tiền gì? Bà nói cho bà ngu vậy, bên đây cũng nhổ cỏ mà ngày nó trả nhiêu tiền này, tôi rủ bà đi. Đó là sao? Theo cái quan điểm bình thường là mình đi công quả mình còn bị chửi nữa đúng không? Là chửi ngu đó. Ngu là làm cho chùa không có được trả tiền, qua bên kia làm trả tiền đúng không? Có nhiều người đem tiền đi cúng dường cho chùa mà phải giấu gia đình, có ai vậy không? Có, không dám nói với chồng sợ chồng chửi, không dám nói với mẹ chồng sợ má chồng chửi. Tại sao chửi? Sao chửi? Là mình ngu, mình đem đi cúng cho chùa đó. Nhưng mà chúng ta hiểu cái lý do tại sao mình làm không? Hoặc là mình tới ngày mình ăn chay à, mình không có sát sanh, mình không trực tiếp sát, cái có người cũng chửi mình ngu không, con này tươi sống nó ngon hơn mà mình đi ăn cái con chết, cái con ngợp không? Có, vẫn bị chửi. Vậy thì cái việc này chúng ta phải vững chãi ở chỗ này, tức là cái không gian hoạt động của mình lớn hơn. Nhưng mà mình có khó khăn trên cái con đường hoằng pháp không? Có khó khăn trên cái con đường tu tập không? Có. Thậm chí bây giờ nhiều em tâm sự với sư cô muốn đi xuất gia, về gia đình chửi luôn, gây áp lực mà tới mức stress luôn, tức là cả một đại gia đình, một hệ thống bà con làng xã xúm vào để mà cản cái người đó không cho đi xuất gia. Vì nghĩ là cái việc đi xuất gia là ngu đó.
Trong khi là mình thấy mình có cái can đảm không? Giờ nếu như mà mình có cái niềm tin kiên cố, mình tin nhân quả sâu sắc, mình tu học Phật sâu sắc thì mình vẫn tiếp tục cái con đường tu tập và thiện nguyện của mình, dù thiên hạ có thả tim hay thả dao. Hiểu ý cô nói không? Cô giảng pháp thuyết kinh dựa theo kinh điển, chưa bao giờ nói ý kiến cá nhân của mình. Nói đúng những lời, đúng chánh pháp, đúng nhân quả. Nhưng mà hễ sơ hở nói trúng một cái vấn đề gì mà thiên hạ mà họ không vừa ý á, nghĩa là họ quan điểm như vậy, họ suy nghĩ như vậy, là họ chửi khỏi chê luôn, họ bung dao, chứ họ không có bao dung à, họ bắt ra từng câu từng chữ, chửi khủng khiếp. Thậm chí là họ đặc biệt là không nghe nguyên bài, nghe trúng cái đoạn là nhạy cảm đó thôi, một câu một chữ cắt ra là chửi thôi. Nó là bung dao đó, sơ hở là bung dao, chứ không thấy bao dung trong đời. Rồi bây giờ nếu như mà mình vui vẻ khi mà mình nói pháp được người ta thả tim, thì tới lúc người ta thả dao mình sợ, mình nghĩ nói hả? Hiểu ý cô nói không? Không phải mình tu để được người ta khen, người ta thả tim, mà mình tu vì ai? Vì niết bàn của chính mình, vô trụ xứ niết bàn của mình, cho nên thả tim hay thả dao mặc kệ. Hiểu ý không? Không phải là mình cái thái độ a quy, không nghe ai nói gì. Cô nói rồi, cô chưa bao giờ xúi quý vị là ma cái nó nó. Cô chỉ nói quý vị là ví dụ như là nếu ai có chửi mình là đồ con chó thì mình trước hết mình làm gì? Mình không có cắn nó, mà mình quay lại coi mình có cái đuôi không. Nếu như mình không có cái đuôi thì mình đâu phải làm chó đâu, không cần phải cắn nó. Nhưng nếu mình có cái đuôi, người ta chửi đúng rồi, mắc gì chửi lại. Hiểu ý cô nói, cái này nó khác với cái chuyện mà mình mắc cái no mọi thứ, nghĩa là người ta chửi mình phải quay lại coi mình sai không. Nếu không sai kệ mình luôn, chứ mắc gì chửi lại. Hiểu ý không? Ừ. Mình tu hành, mình tin nhân quả, mình làm thiện làm phước, mình bố thí cúng dường, mình tu tập, thậm chí mình phát nguyện xuất gia luôn, thiên hạ chửi mình là đồ ngu, đồ bất hiếu, đồ trốn tránh xã hội trách nhiệm vậy đó, kệ ta xuất gia ta cứ xuất gia đó. Hiểu ý cô nói không? Không phải vì thiên hạ chửi như vậy cho nên mình nghỉ đi tu à, mà cũng không phải vì thiên hạ khen mình đó là phát túc siêu phương tâm hình dị tục thiệu long thánh chủng chứng nhiếp ma quân dụng bá tôn đạt thế tam hữu, mình nghe ghê quá, bước kế phương trời cao rộng, mình khoái quá nên mình đi tu, cũng phải vậy. Hiểu cô nói không? Ừ. Thì mới có cái niết bàn ngay giữa cuộc đời mình. Cái chỗ này nó làm cho Phật giáo năng động hơn, và cũng để cho mình sao vững tâm kiên cố hơn trên con đường mình tu. Và thông thường người tu là người đi ngược dòng đời, cho nên sẽ hứng chịu những lời ong tiếng ve rất là nhiều. Hôm qua sư cô đọc xong bài thơ này mình nghĩ nè, hôm qua sư cô đọc được bài thơ này. Bài thơ này là của một vị thầy mình rất là quý ha, thầy Thiện Tuệ. Quý vị có biết thầy không? Thầy là trụ trì chùa An Lạc ở Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Và trong cái lúc mà sư cô bế tắc tột độ nhất trong cái công cuộc hoằng pháp của mình là dạo gần đây chùa mình đang rơi vào cái giai đoạn khủng hoảng trầm trọng, khủng hoảng từ tài chính, nhân lực, truyền thông, khủng hoảng mọi phía, giống như chưa bao giờ sư cô gặp áp lực lớn như trong giai đoạn 3 tháng gần đây. Thì ngay cái lúc mà mình đã rơi vào bế tắc nhất thì mình được thầy động viên bằng một bài thơ này. Đọc bài thơ này xong nghĩ nè, đời tu sĩ nè, bài thơ của thầy làm phải của cô nha. Đời tu sĩ như con cua càng gãy. Thực ra cái con cua càng gãy là thầy lấy chất liệu trong kinh á, Đức Phật ví là như con cua nó có cái càng để chi? Nó làm gì? Kẹp, đúng rồi, ai đụng vô nó là nó kẹp. Nhưng mà Đức Phật ví cái đời tu sĩ như con cua gãy càng rồi, nghĩa là không còn cái không còn vũ khí để kẹp thiên hạ nữa, hiểu không? Đời tu sĩ như con cua càng gãy, vỏ bọc nào che chắn những oan khiên, được mất buồn vui sao tránh lụy phiền, thế sự muôn trùng khó vừa hết thảy. Đời tu sĩ như bò sừng đã gãy. Đây cũng là chất liệu trong kinh nhé. Con bò nó có cái sừng để nó hút đúng không? Con cua nó có càng để nó kẹp. Nhưng mà tu sĩ thì sao? Như con bò mà sừng nó gãy rồi thì còn chi nắm níu sự công bằng, lưới nhân gian ai khéo vẽ khéo giăng, bài học cũ về quả nhân còn đó. Đời tu sĩ nhiều hiểm nguy khốn khó, ngược dòng đời nên vất vả đau thương, biển trầm luân máu lệ đã bao lần, sầu vương đó xin một lần dừng lại. Đời tu sĩ đồ sanh hay ẩn dật, hiểu không? Đồ sanh tức là mở đạo tràng hoằng pháp thuyết kinh nè, trường cái mặt lên camera nè để chúng chửi nè. Hay là ẩn dật tức là trốn trong hang núi trên cao, trên tít trên non cao tu mình ên á, đó. Đời tu sĩ đồ sanh hay ẩn dật, vẫn không vừa miệng thế giữa khen chê, chỉ mong sao người giữ trọn lời thề, chân vẹn bước trên con đường cao đẹp. Thế thầy làm thơ hay không? Thầy cũng phải chìm nổi 8.000 lần thầy mới viết lên được những câu này. Cho nên chúng ta hiểu rằng mình không phải chỉ có đời tu sĩ như vậy, mà quý vị phát nguyện đi tu theo Phật, mình có giống vị hành giả này không? Như con cua càng gãy, ai chửi mình không có cái càng để kẹp lại nó. Như con bò sừng gãy rồi, ai đâm vô mình cũng không có sức để hút lại. Nhưng mà mình có bi, có trí và phải có dũng. Dũng là nhẫn lực, đúng rồi, nhẫn lực để vượt qua.
Vậy thì sao đó, mình có cầu mong người ta đừng chê mình không? Không, vẫn không vừa miệng thế giữa khen chê, nhưng mà chỉ mong sao người giữ trọn lời thề, chân vẹn bước trên con đường cao đẹp. Và chúng ta lấy ai làm hình tượng? Đức Phật, đúng rồi. Từ bước chân đầu tiên đặt thánh đại quả xong là ma quân nó kêu nhập diệt liền đi, đừng giảng kinh nữa. Nó thỉnh Phật nhập niết bàn liền. Cho tới suốt cuộc đời bả phá ra biết bao nhiêu gian nan, ngài có dừng lại không? Không. Cho tới cái ngày cuối cùng đi huyết, đi ra ngoài ra máu, nằm thở không nổi. Người đệ tử cuối cùng vô Tu Bạc Đà La đến hỏi chất vấn ngài độ cho thành đạo. Nghĩ tới cái vị áy náy của Thuần Đà, giảng cho đến cái giá trị của bữa ăn. Nghĩ tới lợi lạc của người đời sau muôn vạn kiếp, nghĩ dạy cho đi tham bái tứ đồng tâm. Và dạy nguyên một bài kinh Di Giáo, đó là những lời dạy tâm huyết cuối cùng của ngài. Và chúng ta thấy tới hơi thở cuối cùng, sức tàn lực kiệt, Đức Phật có ngưng giảng pháp không? Không. Ngay kể cả cái vị trí mà ngài chọn để nhập niết bàn, tại sao ngài chọn nơi đó? Và tại sao để cho cái nghi lễ của mình chia phân xá lợi, không gây tranh cãi cho bất kỳ ai? Ngài nghĩ hết mọi chuyện, ngài nghĩ đông nghĩ tay, ngài nghĩ cho muôn thế hệ về sau. Và chúng ta thấy ngày hôm nay là ngày kỷ niệm Đức Phật nhập niết bàn, là một ngày mà chư tăng ni Phật tử trên toàn thế giới một lần nữa mình phải lắng động sâu xa từ trong tâm khảm mình để mình ôn lại lịch sử cuộc đời Đức Phật. Đó là lý do sao cô dành quá nhiều thời gian để nói về lịch sử như vậy, tại mình phải nắm lịch sử thì mình mới có chất liệu từ đó mà mình hiểu cái con đường hoằng pháp và học pháp của mình như thế nào. Cô nói tóm lại, trước hết là chúng ta phải làm những việc lành, đúng không, tránh những cái hành xử hung ác, và mình thanh tịnh từ trong tâm ý mình. Như Kinh Pháp Cú Phật dạy đó, không làm mọi điều ác, thành tựu các hạnh lành, giữ tâm ý trong sạch, chính là lời Phật dạy. Thiên kinh của vạn quyển nói bao nhiêu không hết, nhưng mình có thể dồn lại đúng bốn câu này: không làm các điều ác, thành tựu các điều lành, giữ tâm ý trong sạch, đó là lời Phật dạy. Thì mình yêu thương muôn loài, yêu thương cộng đồng, không làm tổn hại khổ đau cho bản thân và người khác, đó là mình có thương Phật chưa? Thương Phật và đã nghe theo lời Phật dạy. Cho nên người Phật tử mà muốn làm được cái điều này, đó là không làm các điều ác, thành tựu mọi hạnh lành, giữ thân ý trong sạch, muốn làm được điều này thì phải sao? Phải có trí tuệ, phải có từ bi và phải có dũng lực. Cô nói dũng lực hay là nhẫn lực, là mình phải có cái can đảm để mà mình vượt qua những cái khổ đau, mình lấy cái khổ đau làm chất liệu niết bàn, chứ không phải là mình chìm đắm trong khổ đau. Ai mà chìm luôn trong khổ đau là chết ngắt rồi. Thì nhẫn lực này trong kinh hay nói là mặc áo Như Lai, ngồi tòa Như Lai đồ, đúng không? Đây là cái nhẫn lực, cái từ bi tâm. Như vậy mình mới chạm tay được vào niết bàn. Quý vị hiểu không? Hôm nay sư cô đã giảng lại cho quý vị về ý nghĩa của chữ niết bàn và ôn lại lịch sử của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Từ đó quý vị phải hiểu được sâu sắc cái vấn đề của mình phải tu học như thế nào, hiểu không? Không có hiểu lầm nhân quả, không có hiểu lầm những cái thuật ngữ Phật học, và phải nắm vững cái lịch sử của Đức Phật để mình hiểu hoằng pháp cho tốt, và nắm được, hiểu được cái tự tánh niết bàn, vô trụ xứ niết bàn, thì mình sẽ có niết bàn ngay giữa cuộc đời này, ngay trong trái tim mình, bằng cách là không gây khổ đau cho muôn loài và cho chính bản thân mình ha. Hy vọng quý vị luôn giữ được bồ đề tâm kiên cố trong bất cứ thời cuộc nào, trong bất cứ hoàn cảnh nào, mình vẫn giữ được cái thân ý sáng trong, như vậy là có hiểu với Phật, đó là tưởng nhớ Đức Phật hàng ngày ha. Rất là tri ân quý vị đã ráng ngồi nghe tới giờ này. Hy vọng quý vị tu tập tinh tấn, có thành tựu trong tâm linh, giữ vững niềm tin kiên cố của mình.